Cái đầu này quẹt sẽ chấm với lại mắm nêm nêm và nước và mắm nước mắm mặn đó nha. Giòn không? Chào mừng cái nhà đó quay trở lại kênh YouTube Mọc Phút nha. Trời đã sợ mấy cái mẹ mèo đó. Trời ơi, Mọc quay cái này Mọc sợ bị dính chính sách của YouTube lắm nha nhà ơi. Nói chung là thôi cống hiến thôi chứ bây giờ mình luồn lách lực thôi đó nha. Nhưng thật sự là kiểu như là cái nhà thấy không, Mọc lấy hai cái tít tô Mọc che lên nè. Nói gì cái ngày nó phát hiện ra mình lừa nó không ta. Mình che lại chứ mình đâu có nói nó là cái gì đâu. Hôm nay thì Mặc mua hai cái đầu heo, một cái đầu heo này đó nha, Mặc tất ra 252 để nấu cho nó dễ chín đó. Thì Mặc mua nó là với giá, nó có mua của chị Lê Thưởng. Sao biết? Em biết không, anh có giận em có nghe. Thì chị nói là chị, tại vì chị quay heo á, nên cái đầu chị không ấy, nên để cho người ta bán nên chị kêu được. Thì một cái gì chị nó có 100.000 ký à. Cái này 6 kg là 600.000 á, nhưng mà bây giờ là Mập luộc lên thì chắc nó không còn tới 6 kg luôn đó nha. Đó thì Hoàng hôm nay thì Mập sẽ cho Hoàng lần đầu tiên trên kênh Mập Phút xuất hiện cái đầu heo luôn, nhưng mà do là bây giờ là YouTube nó có chính sách đó, nhận được cái đầu là nó sẽ bị đánh mình kiểu như phản cảm hay là sao á. Nó bảo vệ cái động vật rồi này kia đó nha. Giống như cái nhà thấy để ý bây giờ anh em làm YouTube mà gà là phải chặt đầu nè, rồi bỏ cái đầu ra nè cái nhà, để cho không nhận ra được con gà nè, con vịt cũng vậy, con heo cũng vậy. Hồi xưa thì mình làm thoải mái lắm. Này kia thì nói chung thì mặt che lại vậy thì cái nhà cũng thông cảm nha. Thì bây giờ thì cái đầu này quẹt sẽ chấm với lại mắm nêm và nước mắm, và nước mắm mặn đó nha. Thì em có muốn chấm gì chấm. Đó, thì Hoàng thì chắc Mập sẽ không bấm giờ, tại vì hồi đó thì cũng chưa ăn cái đầu thử nên giờ không biết bấm giờ bao nhiêu. Đó, thì bây giờ Hoàng nếu mà ăn hết cái đầu này chắc anh gửi cho Hoàng thêm nhiêu em nhiêu được rồi. Dạ, anh nhiêu em cũng nhận. nhiều quá. Anh 2 triệu đi. Dạ. Rồi. Trời ơi, nó thịt nó vậy đâu. Ê, anh nói nghe nè, em có thể nâng mày lên chứ đừng có nâng cái mặt lên nha. Cái mặt lên, Tao phát hiện nâng lên cái này gì lên thử cho khán giả coi coi trong đây cái thịt nó dày nè cái nhà. Đây là cái nhà. Ừ, còn hàm răng không nữa không? Ui. Ê, con này cứ răng nó tốt hơn răng em. Ui, cái răng nó còn đủ luôn nè Hoàng. Dạ. Còn em bị nhổ mấy cái răng trong. Nhưng mà răng này nó không có ấy, nó còn ke. Nói hồi chẳng kia. Rồi thì bây giờ thì để Hoàng sẽ múc băng cho cả nhà xem nha. Dạ. Đó, ông này cả nhà sẽ ủng hộ em. Mời cả nhà nha. Trời. Có chuyện đó nữa hả? Có chuyện đổ cái nước mắm này. Trời ơi, mập luộc lâu lắm á. Thôi chắc là anh để xuống cho an toàn rồi. Để chừng nào em tắm thì em rưới lên. Nó giòn lắm không? Ăn luộc thì có để gừng với lại hành tím.
Hàng trắng với nước hả? Mắm mặn và với mắm nêm cái nhỉ? Anh thích ăn gì em ăn nha. Dạ. Này là nước mắm mặn. Cái mỡ của đồng heo á, nó không phải giống như cái mỡ của cái mình ăn nó đỡ nghén. Với lại nó còn giữ độ ấm nè, ăn nó không có nghén. Mà cái đầu á, cái tưởng đâu nó nhẹ lắm đó nha. Tại vì mà mua hai cái là cái kia nó nhỏ hơn cái này, nó hơn hai cái hơn 10 kg á. Tại vì mua cái kia mà nguyên cái nhà ăn mà hai lần là chưa hết á. Còn bây giờ còn phải để tủ lạnh để nấu cháo ăn nữa. Lọc lọc cái thịt ở trong này nấu cháo. Giờ một mình em ăn nguyên nhà hôm nay có khách nên chứ ăn hai lần là chưa hết cái đầu em. Nhìn thấy nó đâu có nghĩ gì đâu rồi. Không có nghĩ gì đâu. Nào thử anh cho anh cắt thử miếng cái này rồi. Nó có ngon hay không. Này đi. Cái miếng này thôi. Trải nghiệm cái sản phẩm làm ra đơn quốc dùng làm cho quen luôn. Mấy đứa kia là nó ăn thử nha. Dạ. Cái này là mà thử nha các nha, chứ không mà không có chất hàm chất khác nữa. Đang ngán lắm á. Ngon mày. Ngon. Ngon lắm rồi. Luộc xong sát ra ngâm giấm. Ngâm giấm đường. Yeah. À, ngon. Với lại ăn được lâu. Phải cái hũ dưới cho mình để em thấy ngâm chứ. Ừ đúng rồi. À. Đó thì nó cái đầu đó. À. Nhiều làm nhiều cái đó mà ăn chưa hết. Nước giòn thì hơi nghén một cái nhỉ.
Cũng nhờ như nào. Mày mà xé thì được đúng Nào. không? Nó mềm luôn Có nhiều thứ mình luộc mình hầm lâu nó sẽ mềm, còn nhiều thứ mình luộc mình hầm lâu sẽ dai. Đối với em là thứ gì? không? Em suy nghĩ, để em nhớ mà. À, để em nhớ à. Thôi ăn đi. Em đi coi suy nghĩ. Có xem ông đọc với lên được Dạ không? Ông đọc với lên được không? em thuận tay em. Đấy, nó gớt gà luộc khỏi xương luôn Dạ này gặp bà Yến chắc bà cũng mê lắm mà. Ăn mỡ được đó. Ôi. Con mắt nó là cả nhà. Wow.
Cái nước ngoài. Nếu như vậy vậy nhiều lắm á. Sợ răng chạm răng quá. Cái này nó trông khó lắm. Hôm nay em lấy cũng được. Kê luôn nè. Kê này cắn rồi. Nó cứng rồi. Thôi gì nó không được thôi đi. Nó muốn hết à. Nó gớt cái gần em gài cái nó tốn tiền nữa. Ừ, thôi được rồi. Sạch ra, không sạch. Gan chạm gan đến cái đi luôn đi. Ê răng. Hoài hoài hoài. Và cái mới là cái nhà ơi. Phá rồi. Để tính ra người ta bán má heo đó chắc lời dữ lắm phải không? Dạ đúng rồi. Một cái má heo á mà ta bán là đầu rồi cái đầu heo ta làm nên được nhiều thứ lắm á, nguyên cái đổ mũi này nè là ta bán được nhiều tiền lắm rồi. Rồi cái thịt trong má người ta đem ra ta nấu cháo bán được nhiều rồi. Rồi cái má nữa, cái má là một cái đầu này là chia làm bốn cái đấy không, má trên má dưới hàng chi cái mấy người ta bán cái má 50-50 đó. Cái hỏi má trên mà đang má trên má dưới đó. Yeah. Đó là mình bẻ ra hai góc giống như nãy giờ mang rồi. Dạ. Rồi nhưng khủng không? Hôm nay bán được mấy. Nói đây
Khán giả kêu thôi mày ra mày bán đi. Mỏ châm cái gì, môi châm mỏ cháu thấy tình liền thằng cháu không? Ôi trời ơi. Trời ơi, diễn tải đó, khán giả đi ra. Wow, wow. Nè, à, còn hai cái. lột hai cái ra đúng không? Đó, ba cái. Đây là cái nhà. Thường người ta bán cái này là ngon lắm rồi. Ôi. Đây. Là con mắt thứ hai nè cả nhà. Chấm với nước mắm mặn. Khỏi phải chê. Một bên
cuốn với rau cả nhà, ăn phải đỡ ngán thôi. Đó là ngon quá rồi. Ngon vậy là làm sao phải ăn hai cái đầu. Ba cái con lửa thôi. Ngon quá không? Bữa sau là hai cái đầu cho em với Yến ăn luôn. Thấy có dễ thích đầu quá nè. Ngon mà. Không, cái này mình thì mình giống như nè, em tách ra mình cuốn bánh tráng cũng ngon. Nếu có nhà ngán á, cái nhà có thể ăn không có rau á, sợ rau giảm đi bớt độ ngán á nhờ. Ôi trời. Wow, nguyên tảng mỡ mà cả nhà. Thank you.
Xong rồi cả nhà. Xong hả? Dạ. Anh còn dưới một cái nữa ăn không? Ngon quá. Ngon quá. Đúng lắm thầy rồi ơi. Dạ anh thấy. Rồi, ok. Sao không biết sao em? Ngon. Ngon quá thiệt cả nhà. Lần đầu tiên ăn mà cảm giác như lẫn lộn khó nè. Nói chung là ngon. Cái nhà như nếu mà có ăn á, chấm với cái nước này nè, mắm nêm đúng không? Nó sẽ giảm đi bớt cái độ mà ngán của heo vào cái lớp mỡ cả nhà. Đặc biệt cái nhà ăn chung với rau sống hoặc là cuốn bánh tráng đó. Nó sẽ... Đúng rồi, cái này sắc cuốn bánh tráng yeah. Là tàn hình đó. Ăn là mấy chục người ăn không hết luôn á. Bộ mình em ăn hết. Hay ghê. Rồi, mình em uống nguyên thùng nước. Hay thì đáng được hưởng nha. Này, rồi có tay đi em. Ủa có hả, rồi hả? Này. 2 triệu. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh cảm ơn dạ. Em. Rồi, nói chung là lần đầu tiên thì Mập quay ăn đầu heo cái nhà. Nhưng mà người ăn thì không phải là Mập mà là Hoàng. Nói chung là Mập thấy cũng ok đó. Thì mới mốt, ví dụ như Hoàng thấy Hoàng nó cũng thích này nè. Yeah. Thì mốt Mập mua cho Hoàng 2 cái, Hoàng thử thách thử rồi cái nhà. Yeah. Không, nếu mà 2 cái á, một là một cá luộc với một cái mình làm cái món khác anh. Ừ, có nhiều món mình làm. Để nếu mình ăn một, nếu mà một món luộc với một món khác mình sẽ đỡ ngán hơn. Hầm nước tương rồi, thấy người ta hầm nước tương cũng ngon đó. Giống như cái không? Cái bắp giò mà bữa hổm mình hầm xì dầu anh. Ui ngon. Tính này mà vẫn còn thèm. Tới đó thì nữa anh làm cho em cái làm luộc cái hầm xì dầu. Dạ. Hoặc là cho mấy đứa ăn, đứa một cái ăn đùa ở nhà, thấy cái đầu heo cũng hấp dẫn đó. Dạ. Cái này nó cũng dễ làm cái nhà, về cái mình nói chung là cực cái là nó phải về, người ta đã làm sạch rồi nhưng mà về mình phải làm lại. Nó phải kỹ phần đó nữa. Nên nó cực phần đó thôi, còn luộc thì để vô cái sắt về đó chừng như vậy. Để vô hành tím vô cái là xong rồi. Tầm nãy chắc tầm tiếng mấy 2 tiếng đó, luộc cũng lâu lắm á. Tốn cái gà thôi. Tốn cái gà thôi chứ. Rồi thì nói chung là ăn ngon là được rồi. Em không chơi là mừng rồi. Dạ. Rồi thì mong là cái nhà sẽ ủng hộ Hoàng và ủng hộ kênh của Mập Food nha nhà. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha. Thì bây giờ thì chắc là Mập kết thúc clip tại đây thôi. Thì rất cảm ơn cái nhà nãy giờ đã dành thời gian xem hết clip nha. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nha. Bye bye.